Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Thời điểm này, măng đã vào mùa, nhất là ở miền Nam của Việt Nam mình, măng tre tàu hoặc là măng tông rất là nhiều. Hôm nay, mình chia sẻ cách luộc măng, cũng như sẽ khử độc măng cấp tốc luôn. Như cô chú anh chị em mình cũng biết, măng tươi khi mình chưa sơ chế, khi mình dùng nó rất có hại cho sức khỏe. Bình thường mà mình muốn loại bỏ cái độc tố trong măng, mình phải luộc đi luộc lại rất là nhiều lần thì nó mới loại bỏ hết cái độc tố. Nhưng mà hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ, mình chỉ cần luộc một lần thôi, bảo đảm luôn, nó sẽ loại bỏ độc tố 100% hết trong cái phần măng. Khi mình loại bỏ hết cái độc tố trong măng, cái măng nó sẽ không còn cái mùi hăng, cũng như là khi mình ăn á, cái măng nó ngọt, nó không có bị đắng. Cái phần gốc ở bên dưới của mục măng mình nên bào ngang như vậy để khi mình dùng á thì nó sẽ giòn, nó không có bị dai. Ở đằng sau nhà có một bụi tre, hôm nay chắc măng nhiều lắm hay sao á, mà mới sáng sớm à, cái má gọi điện thoại, má kêu là gửi cho mấy mục măng, nhìn nó tươi ngon quá chừng luôn. Mình bào mỏng ra như vậy nó cũng sẽ dễ ăn. Nếu anh chị mình không thích mỏng á thì mình cũng có thể lấy dao mình cắt cho nó dày hơn xíu, nhưng mà Việt Nguyễn thấy bào mỏng vậy nè, mình ăn nó sẽ ngon hơn. Mình bào mà mình thấy đến cái chỗ non của mục măng á, bây giờ mình chuyển qua mình bào sợi nó. Măng mình sơ chế xong, mình làm cái món măng xào tỏi nè, hoặc là măng xào xong mà mình cho thêm một ít tép mỡ vô nữa, rồi ăn với cơm nóng ta nói biết khi nào mới no luôn á. Ngày xưa ở quê nhà nghèo lắm, ba má thì lại đông con, chỉ cần có một dĩa măng xào tỏi thôi thì tất cả đều thấy ngon. Cứ nhắc đến má thì thấy món nào cũng ngon. Bây giờ mình sẽ sử dụng 3 lít nước. Mình sẽ cho vào đây 3 muỗng canh muối hột. Thì cũng tùy theo cái số lượng măng mà cái lượng nước này mình có thể giảm hoặc là tăng lên. Khuấy lên cho cái muối hột nó được tan đều ra hết. Vì cái tháng này mùa mưa nên măng nó rẻ lắm. Cô chú anh cho mình sơ chế xong mà để dành mình dùng từ từ. Măng mình bào ra xong, nó còn lại 2 kg. Bây giờ mình cho măng vô trong cái phần nước muối này mình ngâm luôn. Mình sẽ ngâm cái măng này trong nước muối khoảng 30 phút để cho cái độc tố cũng như là cái mùi hăng á, nó sẽ giảm đi bớt. Măng ở đây mình ngâm được 30 phút rồi. Anh chị em mình thấy cái phần nước này nè, nó chuyển qua hơi đục như vậy thì cái độc tố cũng như cái mùi hăng á, nó đã giảm đi rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ vớt cái phần măng này ra, mình cho nó qua một cái rổ cho nó ráo bớt nước. Cái măng ở ngoài chợ bán họ cũng chỉ có luộc chín thôi, rồi để bảo quản được lâu á. Khi mình mua về, anh chị mình làm thêm cái cách như Việt Nguyễn chia sẻ hôm nay nè. Bảo đảm là 100% sẽ loại bỏ hết độc tố. Khi mình dùng nó sẽ được an toàn hơn. Măng mình vớt ra rồi, anh chị em mình sẽ đi rửa sạch lại với 1-2 lần nước nữa để cái nước rửa măng của mình nó trong luôn. Cái phần măng này mình đã rửa qua 2 lần nước nữa, cái nước nó trong khe luôn. Và bây giờ mình sẽ đi luộc cái măng này. Măng tươi thì mình chế biến được rất là nhiều món ăn ngon, tuy nhiên là mình phải sơ chế thật là kỹ trước khi dùng. Lát nữa mình luộc cái măng nó xẹp xuống nên cái nồi á, mình thấy nó vung vậy chứ lát nữa nó xẹp lép xuống à, nó không còn lại bao nhiêu hết á. Giờ mình sẽ cho nước vô. Mình cho nước xăm xắp thôi cũng được, tại một lát nữa cái măng mình luộc á, nó còn xẹp xuống nhiều lắm. Việt Nguyễn cho vô đây nước thôi, lát nữa luộc lên, anh chị mình thấy hả, nó xẹp lép xuống à. Để cái măng của mình được khử độc tố một cách cấp tốc luôn, mình sẽ sử dụng cái lá bồ ngót. Mình dùng cái lá bồ ngót, hoặc là mình cũng có thể dùng cả nguyên cái nhánh bồ ngót luôn cũng được. Mình quấn lại, mình sử dụng khoảng 50 gram nha. Cái lá bồ ngót nó sẽ loại bỏ độc tố trong cái măng rất là cao. Anh chị mình cho vô mình luộc chung á, mình luộc một lần thôi là nó đã loại bỏ hết độc tố, chất đắng cũng như cái mùi hăng nó sẽ không còn nữa. Nếu mình không cho cái lá bồ ngót vô á, thì mình phải luộc đi luộc lại đến 2-3 lần nha. Cô chú anh chị mình cũng có thể qua trang Google tìm hiểu về cách luộc măng bằng lá bồ ngót. Công dụng của lá bồ ngót loại bỏ độc tố nó rất là hiệu quả.
Tiếp theo, mình sẽ sử dụng một muỗng cà phê muối. Mình cho muối vô để nó được đậm đà cái măng khi mình luộc. Cũng như là khi mình chưa dùng đến cái măng á, mình sẽ bảo quản được lâu hơn. Giờ mình sẽ cho măng lên bếp. Mình sẽ để lửa lớn mình nấu cái phần măng này. Mình nấu khoảng 30 phút. Giờ nước ở trong nồi nó sôi rồi, mình sẽ ấn cái phần măng này xuống. Ngay thời điểm này, anh chị em mình thấy nước nó đã nhiều hơn cái lúc đầu nè, do cái phần măng nó xẹp xuống á. Nên mình cũng không cần cho nước nhiều đâu, cứ xăm xắp nước là lát nên nó xẹp xuống là vừa rồi. Để loại bỏ được độc tố trong măng nó nhanh, anh chị em mình lưu ý là mình sẽ để lửa lớn mình nấu và mình sẽ không đậy nắp cái nồi măng này lại nha. Những cái độc tố trong măng trong cái quá trình mình nấu á, nó sẽ được bốc hơi nên mình không đậy nắp. Trong cái quá trình mình nấu măng nó sẽ ra nước thêm, nhưng mà nếu như nó có cạn bớt á, thì anh chị em mình châm thêm một xíu nữa cho nước nó cứ xăm xắp như vậy là vừa. Ở đây mình nấu được 15 phút rồi, nó cũng không có cạn nha. Măng ở đây mình nấu được 30 phút rồi, cái phần nước nó cũng không có cạn nhiều lắm. Bây giờ anh chị em mình sẽ lấy một cái nắp nồi và mình sẽ đi chắt bỏ cái phần nước măng này. Mình chắt cho nó hết nước ở trong nồi luôn. Nếu mà mình luộc theo cách truyền thống á, thì mình chắt nước xong, bây giờ mình lại cho nước vô mình nấu tiếp. Nhưng mà với cái cách mới này thì mình chỉ luộc một lần thôi. Bây giờ mình sẽ vớt lá bù ngót ra mình bỏ luôn. Tiếp tục, mình lại cho nước vô cái nồi măng này. Mình sẽ cho nước vô ngập hết cái phần măng này luôn. Nhưng lần này mình chỉ cho nước vô mình ngâm thôi, chứ mình không có nấu. Anh chị em mình cho nó đầy hết cái phần măng luôn. Mình sẽ ngâm cái măng này trong nước khoảng 30 phút, rồi sau đó anh chị em mình sẽ vớt ra. Cái hơi nóng ở trong măng á, bây giờ nó rất là nóng, mình cho nước vô. Mình sẽ ngâm măng ở trong nước này 30 phút. Khi mình vớt ra, cái măng nó vẫn còn nóng. Măng ở đây mình ngâm ở trong nước được 30 phút rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra. Khi mình vớt măng ra mình cho vô nước mình ngâm như vậy. Trong cái quá trình mình ngâm á, thì cái măng của mình nó sẽ được trắng hơn, mình để bên ngoài lâu á, nó cũng không có bị thâm đen. Cô chú anh chị mình thấy những cái miếng măng nhìn hấp dẫn ghê chưa, trắng nõn nà luôn. Và sau khi mình vớt ra rồi, mình sẽ rửa sạch lại với nước lạnh thêm một hai lần nữa để cái mùi hăng của măng á, nó sẽ được loại bỏ hết. Nếu măng mà nó nhiều quá mình dùng không hết, mình có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được cả tuần. Nhưng nếu mình muốn để được lâu hơn á, thì anh chị em mình sẽ pha thêm một ít muối vô trong nước, rồi mình cho măng vô, mình bảo quản măng ở trong nước, mình để trong ngăn mát tủ lạnh á, mình để được vài tháng luôn, nó cũng không có bị hư. Bây giờ Việt Nguyễn cho măng ra dĩa nè, trắng nõn nà luôn, thích ghê chưa. Lúc này măng nó không còn cái mùi hăng cũng như vị đắng nữa, 100% là nó đã loại bỏ hết độc tố. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách luộc măng loại bỏ hết độc tố 100% nhanh gọn lẹ. Video hôm nay đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.